mọi người. Khi nhắc đến Megalodon, hẳn là chúng ta đều có cảm giác tò mò và một chút choáng ngợp về loài vật bạo chúa lịch sử này. Và có một nghi vấn đang khiến cho rất nhiều người quan tâm, đó là người ta cho rằng một con Megalodon đã xuất hiện tại rãnh Mariana. Theo nhiều báo cáo, cá mập Megalodon đã tuyệt chủng, nhưng liệu chúng có còn sống sót ở nơi sâu thẳm nhất của đại dương không? Những con cá mập làm mê hoặc loài người. Cá mập càng lớn thì chúng ta càng muốn tìm hiểu thêm nhiều về chúng. Được biết rằng Megalodon là loài cá mập to lớn với khẩu phần ăn khổng lồ. Liệu rằng loài vật này có còn tồn tại hay không thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá ở trong video này nhé. Ngày nay có rất nhiều người ngoài kia đang hoài nghi về việc Megalodon vẫn còn sống. Chúng ta biết được rằng cá mập Megalodon đã ở trong lòng đại dương từ 2-3 triệu năm trước và các nhà khoa học ngày nay có các hóa thạch để khẳng định chúng đã từng tồn tại. Khi mọi người lần đầu tiên nhìn thấy răng của Megalodon, họ tin rằng chúng là những viên đá từ vũ trụ. Nhưng vài năm sau đó, các nhà nghiên cứu tự nhiên đã nhận ra đặc điểm của những chiếc răng hóa thạch, đó là của cá mập, và sau đó lần ra Megalodon. Megalodon là loài cá mập lớn nhất thống trị đại dương và nó cũng được cho là đã bị tuyệt chủng 2,6 triệu năm về trước. Cái tên Megalodon có nghĩa là răng lớn. Hầu hết các hóa thạch tái tạo của răng Megalodon dài từ 10 đến 13cm, nhưng có một vài chiếc răng khổng lồ lớn hơn tận 18cm. Bạn có biết rằng nhát cắn của Megalodon còn có sức mạnh lớn hơn cả khủng long bạo chúa Tyrannosaurus? Các mô phỏng trên máy tính ước tính nhát cắn của Megalodon có lực từ 10.886 đến 18.143 kg. Với những số liệu thống kê đó, chúng tôi tin rằng Megalodon có thể vượt qua bất cứ điều gì. Nhưng tại sao chúng ta lại tin rằng Megalodon vẫn còn tồn tại đâu đó quanh đây? Bởi loại tình huống này đã xảy ra trước đó và câu trả lời là có. Mực ống khổng lồ dường như chỉ là một sinh vật thần thoại hoặc được cho là đã tuyệt chủng. Các nhà khoa học sau cùng đã tìm thấy sự tồn tại của chúng từ cơ thể bị dạt vào bờ biển và các dấu tích chúng để lại trên cơ thể cá voi. Người ta đã bắt gặp một con mực ống khổng lồ vào năm 2006, khi các nhà nghiên cứu Nhật Bản gặp một con trên camera với độ lớn là 18 mét và nặng gần 1 tấn. Mực ống khổng lồ là một loài động vật không xương lớn nhất trên hành tinh. Vậy nên nếu mực ống khổng lồ đang lẩn trốn khỏi mắt người hàng trăm năm, ai dám nói rằng Megalodon không thể tồn tại đâu đó ngoài kia? Có hai nhân tố lớn để ghi nhớ. Nếu chúng ta có ý định tìm ra liệu một con cá mập Megalodon có còn sống hay không, trước hết hãy khám phá hơi thở của Megalodon. Bạn có nhớ chúng tôi đã từng nhắc đến việc một nhát cắn của Megalodon còn mạnh hơn nhát cắn của khủng long T-Rex? Chúng tôi đã từng nghĩ T-Rex là một sinh vật khổng lồ, nhưng nếu đặt một con T-Rex cạnh một con Megalodon, nó sẽ cho bạn một vài cái nhìn về việc Megalodon thực sự lớn đến cỡ nào. Megalodon có thể phát triển tới 18,3 mét, gấp 3 lần so với kích thước của T-Rex. Vậy nên chắc hẳn bạn đã biết bên nào sẽ thắng trong cuộc đấu giữa hai sinh vật này. Và bây giờ, hãy di chuyển về phía đông, tới đảo Mariana. Nếu chúng ta mạo hiểm một chút, đi xa về phía Thái Bình Dương, chúng ta sẽ tìm được rãnh Mariana, nơi sâu nhất đại dương và cũng là điểm sâu nhất trên trái đất. Rãnh Mariana sâu gần 11 km, dài hơn 2.414 km và rộng 69 km. Đặt độ sâu vào trong tầm ngắm, nếu bạn đặt dãy núi Everest và rãnh Mariana thì đỉnh núi vẫn sẽ bị nhô ra. Còn về độ dài, 2.414 km cũng là khoảng cách giữa Madrid tại Tây Ban Nha và Copenhagen tại Đan Mạch. Bạn đã biết kích thước của rãnh Mariana? Bạn có nghĩ liệu rằng Megalodon có thể sống ở đó mà loài người không hề biết đến? Chúng tôi hoàn toàn nghĩ vậy. Hiện giờ vẫn có một vài yếu tố khác để cân nhắc. Hãy khám phá các điều kiện sống trong rãnh Mariana. Liệu sự sống có thể tồn tại ở đó không? Chúng tôi biết rằng, rãnh Mariana là nơi luôn ở trong bóng tối với áp lực lên tới 1,24 tấn mỗi cm vuông, có các miệng núi lửa ở đáy đại dương, thải ra chất hydro sulfur và các khoáng chất khác ở nhiệt độ là 300 độ C. Phần sâu nhất của rãnh Mariana được gọi là độ sâu thách thức. Theo báo cáo từ kênh National Geographic, chỉ có 3 người từng đến được độ sâu thách thức. Hai người đầu tiên từng chạm đến độ sâu thách thức đã bắt gặp một con cá và khẳng định rằng cá có thể tồn tại ở nơi sâu nhất của đại dương. Giờ đây chúng tôi còn biết được rằng có hàng ngàn loài động vật không xương và cá nữa. Rãnh Mariana có những loài vật kỳ dị trong suốt được gọi là Holothurians, những loài sứa mới, bạch tuộc ba trắng và rất nhiều loài khác. Và một vài trong số đó còn có sự sống kéo dài lạ thường. Liệu Megalodon có thể sống được trong những điều kiện đó hay không? Nếu có một con cá mập Megalodon sống dưới đó, chúng có thể sẽ trông không giống với những gì chúng ta từng tưởng tượng.
Để tồn tại được ở dãy Mariana, Megalodon phải thích nghi được với các điều kiện sống và tiến hóa. Nó cũng phải thay đổi chế độ ăn từ cá voi, cá heo, cá ngựa, cá bò thành bất cứ sinh vật nào sống ở dãy Mariana và hy vọng là chúng có thể tìm thấy và ăn hơn 1 tấn đồ ăn mỗi ngày như thường lệ. Nếu Megalodon tiến hóa ở dãy Mariana, sẽ dễ dàng để tưởng tượng nó như là một con cá mập phát quang khổng lồ, có thể sống hàng trăm năm và ăn những sinh vật trong suốt. Nhưng đó mới chỉ là suy đoán. Vào năm 1995, đoàn làm phim James Cameron để 12 người đàn ông lặn xuống xác tàu Titanic để thu thập các mẫu và ghi lại dấu vết, trở thành bộ phim bom tấn của ông đã quen với những cuộc thám hiểm dưới nước. Năm 2012, ông trở thành một trong 3 người chạm đến độ sâu thách thức ở rãnh Mariana. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện nay trên thế giới có 7,6 tỷ người và chỉ có 3 người họ đã chạm tới nơi sâu nhất trên thế giới. Thực tế là có rất ít các nghiên cứu, đó là điều bất khả thi để biết được điều gì đang nằm dưới độ sâu của rãnh Mariana. Có thể chúng ta hỏi James Cameron và đội của ông ấy liệu có thấy đuôi của Megalodon sượt qua khi ông ở dưới đó không? Có thể bạn vẫn nghe được những báo cáo về Megalodon ở rãnh Mariana, nhưng đừng đi đến đó để điều tra xem những báo cáo đó có đúng hay không. Rãnh Mariana hiện đang là vùng an ninh của Mỹ và muốn nghiên cứu, phải được cấp phép. Vẫn còn một điều nữa, liệu những báo cáo về Megalodon sống ở rãnh Mariana có thật hay là không? Vẫn có rất nhiều người ngoài kia đang vẫn muốn tin đó là sự thật. Vậy còn bạn? Bạn nghĩ Megalodon vẫn có thể tồn tại chứ? Ngay bây giờ, hãy chia sẻ suy nghĩ của mình xuống dưới phần comment đi nào! Cảm ơn các bạn khán giả đã đón xem video ngày hôm nay. Đừng quên cho mình một nút like, share video này và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh. Đừng quên nhấn vào hình quả chuông để có thể nhận những thông báo của video chúng mình vào lúc 11 giờ trưa và 18 giờ tối mỗi ngày. Đừng quên like cả fanpage trên Facebook của chúng mình là Xem Gì Hôm Nay để có thể đón nhận những thông tin thú vị nhất ở trên đó, cùng với tham gia các mini game nhận về những món quà vô cùng hấp dẫn đấy chứ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé. Bye bye!